Vâng, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ kênh và được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất của kênh. Thì hôm nay 20 tháng 7 năm 2018, một cái mẫu xe 7 chỗ của hãng Honda mang trên mình số tự động, sản xuất năm 1998, đăng ký lần đầu năm 2002. Một cái mẫu xe mua của chính chủ, phải nói thế các bạn. Chưa bao giờ em mua được một cái mẫu xe từ sản xuất từ năm 2002 nhập khẩu mà còn mua của chính chủ luôn. Thì cái mẫu xe này chính chủ từ đầu và bây giờ vẫn mang tên của chủ xe, chưa thay đổi chủ một lần nào cả. Để cái mẫu xe này thì nhà chủ xe người ta mua từ những năm 2002, nhà cũng rất là điều kiện, cũng có một vài mẫu xe khác nên là cái mẫu xe này người ta cũng không cần bán, đi rất ít ở cái mẫu xe này luôn. Mang trên mình động cơ chỉ có 2.2 các bác nhé, số tự động 2.2. Một cái mẫu xe thì theo lời chủ xe thì cái mẫu xe này sơn nguyên bản nó còn khoảng tầm 95% sơn nguyên bản ở cái mẫu xe này đấy. Thì em sẽ cho các bác ngắm tổng thành cái mẫu xe của hãng Honda sản xuất năm 98, đăng ký đầu 2002 tại Việt Nam, nhập khẩu 76 chỗ, số tự động đấy. Một cái mẫu xe của hãng Honda đây các bác. Cái mẫu xe này thì em mua chính chủ Hà Nội luôn, thì chủ xe cũng gốc quê Hải Dương em, thì đã sinh sống ở Hà Nội và mua chú đã mua từ mới và đến bây giờ thì cái mẫu xe này vẫn được chú sử dụng, nhưng mà sử dụng rất ít bởi vì nhà chú cũng rất có điều kiện nên là mua cái mẫu xe khác. Cái mẫu xe này thì theo chú đấy thì nói chung là cái mẫu sơn nguyên bản còn 95% luôn, thì bởi những cái ba lờ sốc này thì em nghĩ là chắc chắn là đi xe xước xác là sẽ sơn lại rồi. Còn đâu sơn trên xe này các bác nhìn này, chưa có một tí bảng ở cái mẫu xe này đấy. Mua chính chủ từ mới thì nguồn gốc xe thì rất rõ ràng rồi, chính chủ bên người ta cũng rất là điều kiện, gia đình điều kiện nên là người ta có rất nhiều mẫu xe khác, nhưng mà cái mẫu này thì cũng rất ít đi mua chính năm đấy nên người ta làm kỷ niệm thôi, nên là người ta chưa bán và bây giờ thì người ta không dùng đến nữa, thì cũng có những nhu cầu nhưng mà muốn bán bớt đi, nhà còn rất là nhiều xe nên là em mua được cái mẫu xe này. Khẳng định các bác một cái mẫu xe này không đâm va gì cả, sơn zin còn 90-95% ở cái mẫu xe này luôn. Chỉ có ba lờ sốc trước, sốc sau thì em nghĩ là sơn lại rồi, còn đâu những cái phần trên là sơn nguyên bản 100% đấy. Một cái mẫu xe nó số tự động 7 chỗ mà 6 chỗ mà động cơ nó 2.2 thôi cũng rất tiết kiệm nhiên liệu, mà một cái mẫu xe nhập khẩu của hãng Honda đấy. Các bác nhìn này, cái chiều dài cơ sở của nó cũng rất ấn tượng, cái dáng của nó thì em nhìn dáng rất giống con Prestige đấy, giống con Mazda Prestige 7 chỗ đấy. Con này dáng nó cũng giống kiểu đấy. Nhưng con này nó là Honda, cái gì Odyssey nhập khẩu Nhật Bản, mua chính chủ từ mới đi. Cái xe này bên em đang bán mức giá là 200 triệu các bác nhé. Chưa bao giờ mua được một con xe gọi là từ những năm 98, 2002 đến giờ mà còn sơn nguyên bản cả. Nhưng thực sự con này nó là sơn nguyên bản luôn. Thôi, nó chỉ mờ theo thời gian, còn sơn nó gọi là sơn nguyên bản. Các bác nhìn chưa có một tí bảng nào. Đấy là mẫu xe, thì em cho các bác xem cái phần nội thất của con xe này. Tam đi tam lô thì những năm 98, 2000 những cái dòng xe nhập khẩu này thì cũng đã trang bị dẫn chức những cái chức năng hiện đại như bây giờ, tay nên kính lên xuống điện đầy đủ hết rồi. Ghế thì đây các bác nhìn thấy ghế là có như cái con đợt trước em bán là con 7 chỗ ấy. Con này cũng có ghế tì tay rất đầy đủ các bác này. Đấy, ghế tì tay đầy đủ ở cái mẫu xe này. Số thì nó hẳn là số tự động đấy, các bác nhé, số tự động 2.2 nhưng nó là số tự động hẳn là càng tay như cái dòng phối kết số tự động ở dòng này, nhưng mà vào thì đi quen thì cũng rất là tiện thôi. Ở cái mẫu xe này mọi thứ trên xe này gần như nguyên bản, kể cả sơn lẫn những cái chức năng khác. Máy thì có khả năng em nghĩ là những đời này sâu là có khả năng làm rồi, nhưng mà còn đâu các chức năng khác gần như con này nó còn nguyên bản 100% luôn. Mua xe chính chủ các bác nhé, chưa bao giờ em mua được một con xe chính chủ mà sản xuất năm 2098, đăng ký đầu 2002, nhập khẩu mà bây giờ hãng còn mua trực tiếp của chủ thì cũng rất là hiếm có. Cái mẫu xe này thì đây cũng được trang bị điều hòa hai dàn, các bác yên tâm là những người ngồi sau thì hoàn toàn là mát cái mẫu xe này. Đây là trần vẫn hoàn toàn là trần nỉ các bác nhé, đèn trần đây. Xe này thì rất rộng rãi các bác yên tâm là rất rộng rãi, một số tự động 4 tâm ly thì cũng còn rất đẹp, sơn tâm đi còn rất là mới luôn. Đây có thế 6 chỗ rất là rộng rãi, người ngồi sau rất là thoải mái luôn. Đây ghế còn rất là căng mọng, rất là đẹp, trần hoàn toàn là trần da, à trần hoàn toàn là trần nỉ, điều hòa đây có bao nhiêu điều hòa hai dàn hoàn toàn, người ngồi sau rất là mát ở mẫu xe này.
chưa có cái dấu hiệu là cậy mở ở cái chìa khóa này, bởi trong nó vẫn nguyên bản luôn. Nhiều chức năng khác còn xem. Đem cho các bác xem phần cốp sau. Cốp sau khoang để đồ rất rộng rãi. Lốp phụ đây các bác, lốp phụ gắn là rìa đây này. Còn vẫn bọc da nguyên đấy. Lốp hoàn toàn là lốp mới luôn các bác nhé, không phải là lốp cũ nhé. Đây chủ xe là người có tiền, người ta trang bị luôn luôn là để một cái an toàn đi trên đường. Đây lốp hoàn toàn là lốp mới luôn, các bác nhìn vạch sơn này. Đấy, đây là biết là chủ xe người ta cẩn thận mức nào. Lốp mới chứ không phải người ta thay lốp xưa cua, lốp cũ lên đây đâu. Lốp mới 100% đây các bác nhé. Đấy. Dòng xe nhập khẩu Nhật Bản này thì tôi trực tiếp chính chủ luôn. Keo chỉ còn zin 100%. Keo chỉ phải nói nhấn mạnh các bác là keo chỉ còn zin 100% nhé. Một trăm phần trăm keo chỉ zin, các bác nhìn thấy rất là rộng rãi, điều hòa hai dàn 6 chỗ rất là rẻ luôn. Dòng này nó không có niên hạn sử dụng nên các bác yên tâm một điều là cái chạy không bao giờ phải lo hết hạn sử dụng các bác nhé. Cho các bác xem phần gầm xe luôn. Đây cũng được phun sơn chống rỉ rất đầy đủ, không hề mục mọt tí nào các bác. Từ những năm 1998 đăng ký lần đầu Việt Nam 2005. Biển chủ xe thì thời đấy chắc là người cũng tiền, bốc một cái hoàn toàn biển tiến 3458-29V chính chủ luôn các bác nhé, chưa thay thế gì cả. Và răng đúc mang thương hiệu của Honda rất là đẹp luôn, không mục mọt gì các bác này, không hề mục mọt tí nào đấy. Con dòng này đời rất sâu, sẽ phải quay cho các bác rất kỹ để các bác kiểm tra đấy, không hề mục mọt tí nào nhé. Làm thuốc. Bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi em sớm. Bởi thực ra nếu cái mẫu xe này nó về chất lượng thì nó không kém những con xe tầm đời chung chung bây giờ cả, bởi vì nó xe rất chạy ít. Đây cái chân côn chân phanh thì các bác xem. Vô lăng này các bác này, không hề mòn mấy cả. Vì chủ xe này thì em mua chính chủ luôn, thì nguồn gốc người ta chạy như nào thì em biết rồi, bởi vì người ta là người có tiền, nhà rất là nhiều xe, có cả lếch chủ với các thứ cơ, nên là người ta những xe này ít đi. Em cho các bác xem cái giấy tờ con xe luôn nhé, vừa mua chính chủ xong. Honda Odyssey sản xuất năm 1998, đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2002, nhập khẩu không có niên hạn sử dụng các bác nhé. Đấy là dòng không có niên hạn sử dụng, mang trên mình là động cơ là 2.2 thôi đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu cái mẫu xe này. Tư nhân chính chủ luôn, Phạm Văn Bình, em mua cái tư nhân chính chủ luôn, có đăng ký đăng kiểm đầy đủ hết các bác nhé. Đấy. Cái mẫu xe rất là chất lượng. Em cho các bác xem một khoang máy luôn. Con máy của nó cũng cái thời đấy thì con máy nó bố trí cũng không có gì là hiện đại hầm hố cả các bác, con máy cũng rất là khô ráo. Đấy, chưa rửa, em vừa về nhà xong này, quay trực tiếp luôn này, chưa cần phải rửa giấy cả. Chủ xe là người rất cẩn thận, đi xe lúc nào cũng sạch rồi về mình không phải rửa thêm mà thì cứ thế là quay luôn thôi các bác. Con máy này em vệ sinh qua cái thì con máy nó như mới, các bác nhìn cái lốp cái chất lượng tôn sắt xỉ của nó thì biết các bác. Nhìn cái chất lượng của nó thì biết, các bác biết là nó chất như nào rồi. Một cái mẫu xe 6 chỗ sản xuất năm 1998, đăng ký đầu tại Việt Nam 2002, mua tư nhân chính chủ luôn. Mua của chính chủ luôn, xe rất là giữ gìn, với giá là 200 triệu thôi các bác ạ. Bác nào mua mẫu xe thì alo cho em sớm. Số tự động các bác nhé, số tự động 2.2, rất tiết kiệm nhiên liệu. Quang mua mẫu xe này về không phải sửa chữa gì cả, em cũng đã chạy thử quãng đường rất là tốt cái mẫu xe này rồi. Em cho các bác ngắm lại form dáng lần nữa cái mẫu xe này nhé.
6 chỗ rất rộng rãi, nó cũng như là 7 chỗ thôi. Con này cũng thoải mái, các bác nhìn cái dáng của nó cũng rất là đẹp luôn. Mẫu nhập khẩu thì các bác, những dòng tôn vỏ nhập khẩu thì các bác yên tâm, điều là không bao giờ sợ mục mọt cả. Đấy, quá trình sử dụng bao nhiêu năm mà vẫn nguyên 20 năm, vẫn nguyên xi rồi. Sơn zin còn 90-95%, bởi vì có cái cản này, những cái cản này là sơn lại thôi, em biết cản này sơn lại thôi, còn đâu những cái dòng này, cái này là hoàn toàn nguyên bản luôn. Hai cái đèn hậu hoàn toàn nguyên bản tất cả, bởi vì chưa đâm va gì, không có lý do gì phải thay cả các bác nhé. Vì vậy là bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì gọi là đồ này, đồ nồi đồng cuối đá các bác nhé, không phải bao giờ đồ này không bao giờ hỏng vặt cả. Đó. Giá bên em đang bán là 200, các bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì alo cho em số điện thoại là 0978 804 77 các bác nhé. Để xem xe. Vâng, xin chào các bác.